cảnh các anh chị em và các cháu nữa đang chuẩn bị cho cái ngày hôm nay thì trời mưa nhưng mà vào buổi chiều thì nắng đã lên rất là đẹp, khoảng gần mưa từ 3-4 giờ chiều thì nắng đã lên. Sau vườn nhà chị Oanh, anh Cung và các cháu đang action. Việt đang nướng thịt, các Việt đang nướng thịt. Cái món gì trắng trắng vậy anh Cung? Mực ha, mực nướng ha, hấp dẫn ha. Đây Risha, hi Risha, bonjour Julie. Hôm nay ha, tất cả các cháu đừng nghỉ, Việt cũng vậy. Đây là món mực nướng ha, hấp dẫn nha. Hello Olivier, chú Thành quay cháu chúc nha. Olivier đang giỏi quá, đang nướng đây. Và lướt qua một vòng sân sau nhà chị Oanh vào mùa hè 2020. Phải nói rằng là Covid-19 đã để lại hậu quả nặng nề toàn thế giới. Mọi người năm nay đều ăn đi vacation tại nhà. Cho nên là phía sau nhà chị Oanh đã được chỉnh trang và làm rất là đẹp. Nhưng mà chấp hành cái lệnh của government thì hiện nay vì cái Covid nó chưa giảm ở tại tỉnh bang Quebec, cho nên là chính phủ đã hạn chế những cái cuộc hội họp trong nhà tối đa là 10 người. Thành ra là hôm nay là số lượng mỗi gia đình chỉ có cử đại diện là anh Hùng, chị San và cháu Risha, gia đình Thành Vân có cháu Vi và gia đình chị Oanh, anh cũng có cháu Việt là đại diện cho ba gia đình. Tất cả các cháu thì đều tưởng nhớ đến ông bà tại nhà. Đây là quan cảnh các chị em đang tất bật chuẩn bị cho cúng đây. Cúng gọi khô bò là không thể thiếu đâu. Ai cũng đến. Thấy cái món gà Hải Nam thấy hấp dẫn quá, màu sắc quá. Quay lại lần nữa. Nghe đây là giới thiệu là không có hấp bằng nước đâu đó. Hấp khô mà thấy con gà ống ả quá ha. Vàng rộm nó sôi nữa. Wow, hấp dẫn. Đây là món bánh bèo. Bánh bèo ngự bình của chị Sang. Ngự bình. Ngự bình. Đây là món đầu tiên trình làng đây, món cơm gà Hải Nam của chị San. Lần đầu tiên không cần bằng nước, luộc gà không cần nước, đích thân chị San làm đây. Mấy xu rồi, 5-10 xu. Nhưng mà Canada, Mỹ nó chả khác và Việt Nam nó chả khác, Việt Nam nó chả rẻ. Đây, món gà Hải Nam, món khói vừa mới lấy từ microwave hâm nóng đây. Wow, dưới tay chef Cúc Tùng nữa sang đây.
đây là những cái món rau từ vườn nhà của chị San, tươi rói toàn bộ từ vườn nhà của chị San đã mang sang để mà phụ với các món ăn cúng bà ngày hôm nay. Không phải mua một đồng rau nào, tất cả các rau tươi này là vườn của nhà chị San đó. Đây, đây là món gỏi khô bò của Triệu Anh, gợi nhớ tới những cái gỏi khô bò tại Gia Long năm nào ở góc đường ra đó. Kè đĩa gan và món gỏi khô bò này ngon là có thêm cái gan cháy ăn kèm, và đặc biệt là cái nước chấm là không thể nào mà quên được. Với hành nữa, bó hành lá chị để. Dĩa rau sống ngon quá. Bánh bánh bèo gì? Gan cháy, gan cháy này để ăn với. Để gần đĩa bánh bèo. Món súp bóng của Diệu Anh là món mẹ hay làm mấy ngày rỗ đó. Hôm nay không phải súp bóng. Nó thấy giống súp bóng ấy. Rau chay đẹp. Làm này chị trồng thế nào? Cắt bớt, không có trồng bông hả? Không, mặc trong mông mà chị trồng, chị bé quá xưa, bà nó trồng thêm này thôi, đâu đâu. Đây mà thấy nó nhiều quá, tươi rói mà, xung xuê quá. Làm chắc cái món nướng này ở ngoài đây, sẽ quá là đắng là thịt xiên phải không? Wow, đây là Lisa với lại Olivier đang chuẩn bị cái món thịt nướng đây, barbecue. Napkin. Bây giờ chính thức là mùa hè cho nên là một cái buổi họp mặt dỗ kỷ niệm dỗ bà mà lại được ăn enjoy ở ngoài vườn là một cái không thể không tận hưởng. Bởi vì mùa hè tại Montreal, Canada rất là ngắn ngủi. Chỉ còn khoảng sau tháng 8 đến tháng 9 là thời tiết bắt đầu đổ lạnh và lá đổ chuyển màu vàng thì là chấm dứt mùa hè. Cho nên là ngày hôm nay là đây là quang cảnh các cháu đang bày bàn để mà gia đình sau khi cúng bà sẽ ăn ở ngoài trời. Làm cái sốt để vệt quán không? Số ba rồi hả? Chấp hành cái quy định của chính phủ thì ba gia đình cũng ăn chung nhưng mà ngồi ở ba vị trí ở cái khoảng cách quy định. Một là các cháu sẽ ngồi một bàn và ra ba gia đình. Thành Vân, Anh Hùng và anh Cung sẽ ngồi bàn mà cháu Vy đang chuẩn bị. Wow, hấp dẫn. Julie đã mang món cơm gà Hải Nam ra bày lên bàn. Nó có dính, nó dính ngò chưa? Dính rồi. Muốn em cắt bó khác không? Đây món gỏi khô bò. Và kèm thấy lại gan cháy ăn với gỏi khô bò đây. Rồi, cảm ơn chị. Thôi đi Vân, lấy cái hành ngò Vân cắt, để nó hơi nhiều. Đây được không? Ừ. Còn cái đấy quá tốt. Hơi mệt.
Rồi, mời anh hai với chị này. Đây, anh hai bắt đầu ra bàn tiệc đây. Sau khi thắp nhang và cúng bà, cúng mẹ bằng các món chay thì các anh em đã dùng tiệc mặt tại sau vườn nhà của anh Cung và chị Oanh. Đây là quang cảnh trước khi mà gia đình nhập tiệc, và cũng chia làm 3 khu vực để đảm bảo cái sự cách ly theo quy định của chính quyền, là những cái cuộc hội họp trong nhà ngoài trời cũng phải tối đa là 10 người mà thôi. Hai em Thành Vân và các cháu, hôm nay là ngày dỗ mẹ lần thứ 12. Anh chị Cung Oanh rất là vui và được hân hạnh tiếp đón gia đình anh chị Hồng, gia đình Thành Vân. Trong cái đợt Covid mà mọi người cố gắng thu xếp đến như ngày thật là quý. Xin mời mọi người, chúc mọi người một bữa ăn. Rồi, cảm ơn. Merci anh Cung, chị Oanh. Bon appétit. Đây, gia đình những Hùng ngồi một mâm. Chung mà riêng, theo quy định. Chung mà riêng. Đây. Đây. Covid nó làm thay đổi, xáo trộn mọi sinh hoạt đời thường. Trước ăn trong nhà có bí lắm. Mùa hè là ăn ngoài trời là parfait. Đúng bài. 4 giờ chiều là thấy nắng lên. Đến 5 giờ anh mới sắp xếp đồ. Dạ. Đây là tác giả món bún chả Hà Nội đây. Còn nghiệp cháu Việt nãy giờ nướng với lại anh Lisa đây. Cháu dở cái cho chú Thành hé hé cái giấy bạc lên đây. Đó, đây là cháu Việt đây. Mất cả tiếng hồ nữa. Bún chả Hà Nội. Wow. Đây, đây món này. Bún chả Hà Nội đây có thêm con bullet này nữa nha. Thịt viên nữa. Đây là chè hoa cau đây, bác Oanh là có nước hoa bưởi. À, trắng việt thanh cao. Đây là bột sắn phải không? Ăn với sơ gò. Trời ơi. Đó, hôm nay ba anh em nó mới được gặp nhau rồi, đó ra hồ dốc với nhau đi. Dẫn món này thật. Nhớ tới Hiệp Khánh.